Sáng ngày 1 tháng 8, Hội nạn nhân chất độc da cam điều xin tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam điều xin Việt Nam, ngày 10 tháng 8 năm 1961, ngày 10 tháng 8 năm 2024. Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Hội nạn nhân chất độc da cam điều xin tỉnh Tây Ninh, ngày 7 tháng 9 năm 2004, ngày 7 tháng 9 năm 2024. Dự họp mặt có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư tỉnh ủy. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 63 năm thảm họa da cam Việt Nam và báo cáo kết quả công tác tổ chức hội. Qua 20 năm thành lập, Hội nạn nhân chất độc da cam Điều Sinh tỉnh Điên Ninh đã có nhiều hoạt động thiết thực, tạo cơ hội cho nạn nhân vượt khó, vươn lên hòa nhập cộng đồng, xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập, lao động và tấm lòng nhân ái vì nạn nhân chất độc da cam. Trong đó, tổng nguồn vận động từ năm 2004 đến nay là hơn 97 tỷ đồng, đã xây tặng 423 căn nhà tình thương, thăm tặng 140.267 xuất quà, trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng cho 3.959 nạn nhân, và đã đưa được 236 nạn nhân chất độc da cam thuộc diện chính sách là người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được sông hơi tẩy độc bằng phương pháp Hopper tại trung tâm giải độc tỉnh Gia Lai và tỉnh Lâm Đồng. Hội cũng đã xây dựng trung tâm nuôi dưỡng phục hồi chức năng cho nạn nhân chất độc da cam thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba tại ấp Bầu Lùng, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh. Hiện đang nuôi dưỡng bán trú 25 cháu dị dạng, dị tật bằng nguồn xã hóa. Dịp này, Hội nạn nhân chất độc da cam điều Sinh tỉnh đã trao tặng 50 phần quà cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam điều Sinh, trao tặng bằng tri ân tấm lòng vàng của Trung ương hội và bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các cá nhân tập thể có nhiều đóng góp trong các hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam điều Sinh tỉnh Tây Ninh.